Các bạn đang xem kênh Đồ Chơi Robot. Hôm nay chúng ta cùng xem tập phim hấp dẫn về các robot biến hình nhé. Phần 1, tô bốt BK khủng long. Các ô tô đang bị lũ khủng long đột nhiên xông tới do sợ. Mọi người nhận ra chạy không thoát nên quyết định đối đầu trực tiếp. Các ô tô biến hình hợp thể thành tô bốt. Các con khủng long đang cắm đầu đuổi theo, chợt thấy con tô bốt khổng lồ đứng trước mặt thì thượng lại. Hai con khủng long định xông tới cắn thì bị tô bốt dậm chân một cái ngã lăn ra. Hai con khủng long còn lại gặp lên biến thành Megatron. Megatron xông tới đánh đấm liên hồi nhưng tô bốt đều tránh được. Tô bốt tung một cú đấm, Megatron lập tức ngã ra đất. Tô bốt xách Megatron lên rồi xuất bay ra ngoài. Tô bốt tiếp tục tấn công Megatron. Megatron rút súng ra phản công. Thấy bắn mà không ăn thua, hắn ném cây súng đi rồi rút thanh đao ra. Hắn chém một cái, chân của tô bốt đứt rời. Cuối cùng hắn đâm thêm một nhát, tô bốt bị phá hủy hoàn toàn. Phần 2, máy múc đi ăn trộm và cái kết. Tên Lego thấy xung quanh không có ai nên biến thành máy múc, rồi múc luôn cả cây ATM. Trên đường chạy trốn thì vô tình làm rơi tiền ra đường, bị đội quân robot phát hiện. Hai ô tô robot thông báo cho tổng cục rồi lập tức đuổi theo. Khi hai ô tô chặn đầu được máy múc, thì phía trước xông lên hai con ô tô hung hăng. Hóa ra tên này còn có tiếp ứng. Hai robot lập tức ứng chiến, hai bên solo với nhau. Chẳng mấy chốc hai tên ô tô đã bị đánh ngã. Thấy đồng bọn bị đánh bại, tên cần cẩu vội vàng quay đầu chạy trốn. Nhưng mà hắn chưa chạy được xa đã bị bao vây. Lần này thì vào ăn cơm nhà nước nhé. Phần 3, đại chiến robot. Tên Hề đang đi thì bị anh Sơn tóc đỏ chặn đầu cướp tiền. Hắn tức giận lái con xe tăng đuổi theo. Tiền kia là hắn vừa cướp về, làm gì có lý nào chưa kịp tiêu lại bị cướp mất. Hắn bắn đổ cả một tòa nhà. Sơn tóc đỏ tức giận vì hành vi hung hăng này của gã. Anh biến thành robot đá cho thằng Hề một phát xoay tròn.
chiếc xe tăng của hắn bị lật úp. Hắn điều khiển máy bay tấn công robot. Robot không kịp tránh bị đánh ngã sấp. Robot biến thành hình dạng to hơn, quyết tâm cho mấy cái thằng thô lỗ này một trận. Tên hề cũng chỉ huy xe tăng và máy bay biến thành robot cực lớn. Sau một hồi giao chiến, robot bị đánh ngã. Xe cứu thương chạy tới nơi, lập tức biến hình đá cho tên hề ngã xuống một đám máu lớn gần cổ. Tên Grimlock thấy đàn em của mình bị đánh thảm thì xông tới đánh robot cứu thương. Lúc này Optimus cũng đến nơi, anh đỡ được robot cứu thương đang bay tới. Cả hai song kiếm hợp bích đánh cho Grimlock không ngồi dậy được. Phần 4, câu chuyện hài hước. Lego đang đi dạo thì thấy người sắt đang chơi lướt sóng. Thấy ngầu lòi quá nên anh cũng muốn chơi. Ai dè vừa nhảy xuống đã bị con cá mập đuổi theo. May mắn người khổng lồ xanh đi ngang qua chạy tới cứu. Tí nữa thì Lego thành mồi ngon cho cá mập rồi. Tập phim hôm nay đã hết rồi. Hẹn gặp các bạn ở tập phim tiếp theo nhé.